Nhẫn cùng kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Nếu như có góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới clip để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Dù có đại hồng thủy Việt Á, không được để bệnh nhân chịu thiệt. Thưa quý vị, dồn dập nhiều vụ việc khởi tố, bắt giam liên quan đến Việt Á xảy ra với lãnh đạo ngành y tế. Có những tiếc nuối, có đau đớn, lo lắng khi sóng thần xảy đến với ngành y tế. Nhưng trên hết vẫn phải là sức khỏe nhân dân. Làm sao để ngành y vượt qua bóng mây u ám này? Báo chí ghi lại ý kiến của các chuyên gia tâm huyết, trong đó có ông Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế. Ông Quang nói, chúng tôi đau đớn, ngành y tế phải chịu áp lực thì làm sao phát triển, phục vụ nhu cầu, nhưng giá phải hợp lý trong bối cảnh chi ngân sách cho y tế, dù đã lớn nhưng chưa đáp ứng được, phải trông cả vào liên doanh, liên kết, xã hội hóa. Đây là cơ chế pháp lý mới, phải vừa đi vừa dò đường. Thể chế không kịp hoàn thiện với những gì phát sinh trong thực tế. Có việc làm tưởng đúng nhưng lại sai, có cái tưởng sai nhưng lại đúng. Đại dịch và cơ chế pháp lý mới này dồn dập bủa vây. Những rắc rối từ liên doanh liên kết, đấu thầu và đỉnh điểm là vụ Việt Á lũng đoạn. Gần 100 cán bộ ngành y bị khởi tố và bị bắt đến nay. Vụ Việt Á là phép thử. Khi được hỏi, dồn dập những chuyện xót xa xảy đến, tâm tư của ông và các đồng nghiệp lúc này như thế nào? Ông trả lời, đến nay chúng tôi vẫn còn đang chưa có thời gian tĩnh để đánh giá lại. Nhưng tôi nghĩ vụ Việt Á là phép thử. Nếu vừa rồi chỉ có một số người liên quan thì đây là vụ việc mang tính cá nhân. Nhưng vì liên quan hàng loạt người ở hàng loạt tỉnh thành thì cần phải xem xét lại về cơ chế mua bán, lại quả trong đấu thầu, mua sắm trong ngành. Ngành y là ngành được đào tạo bài bản, người làm việc trong ngành đều học giỏi. Tư chất năng lực của đội ngũ rất tốt, nhưng mất mát vừa qua là rất tiếc. Khi được hỏi, điều ông thấy tiếc nhất là gì? Ông trả lời, mất mát lớn nhất là lòng tin của người dân vào ngành y bị suy giảm, đó là đau xót cho ngành. Thứ nữa là lòng tin trong ngành với nhau. Sau cơn bão, người bệnh sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu có trang thiết bị, phương pháp điều trị tốt, người bệnh sẽ chóng khỏi bệnh. Nhưng lúc này tôi nhìn thấy có những người e ngại, họ ngại mượn, mua trang thiết bị. Bởi nếu mua, mượn, xảy ra điều gì thì làm sao? Và ẩn sâu trong đó là sự tiếc nuối của thầy thuốc. Nếu có phương pháp đó và thiết bị đó thì người bệnh đã được chữa trị tốt hơn. Khi được hỏi, trong bối cảnh như vậy, ông nghĩ rằng ngành y nên làm gì để vượt qua bóng mây u ám này? Ông trả lời, nếu không có khắc phục sớm thì những vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân, sự công bằng trong khám chữa bệnh, tiếp cận của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng sẽ bị ảnh hưởng và phải chờ đợi mới hồi phục. Trong khi sức khỏe người dân thì đâu thể chờ. Ngay từ lúc này vẫn phải có sự chuẩn bị, đào tạo đội ngũ chuyên môn và cán bộ quản lý quản trị một bệnh viện để vận hành suôn sẻ, bài bản từ nhân lực, vật lực, tài lực. Đây là lo cho sau này. Còn trước mắt, chúng tôi mong các vụ án sớm kết thúc. Kết thúc sớm ngày nào thì tư tưởng trong ngành ổn định sớm ngày đó để ngành y tế ổn định trước mắt và phát triển. Bắt đầu từ những ngổn ngang này. Khi được hỏi, ngành y tế vừa trải qua đại hồng thủy, theo ông bắt đầu lại từ đâu? Ông trả lời, phải ổn định lại hoạt động, tổ chức của cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước ngành y. Nếu không, đôi suy nghĩ tiêu cực sẽ ngự trị trong tâm lý của đội ngũ quản lý, thầy thuốc và nhân viên y tế càng lâu càng dài thì hệ quả đối với ngành y và với người bệnh càng lớn. Đội ngũ ngành y càng ổn định sớm, càng đoàn kết được thì mới vực dậy được đơn vị mình. Khi được hỏi bắt đầu từ khâu nào, thưa ông? Ông trả lời, khâu cần khắc phục nhanh là đấu thầu trang thiết bị, thuốc, phải có định mức kinh tế kỹ thuật cho từng dịch vụ y tế cho đúng. Ngoài luật đầu tư, luật quản lý tài sản công, luật doanh nghiệp, luật cán bộ công chức viên chức, luật đấu thầu nên có quy định đặc thù riêng cho ngành y tế. Nhưng quy định đặc thù này nên tập trung trong một thời gian ngắn để làm. Đại dịch đến, cán bộ y tế cả nước đóng góp rất tích cực vào bảo vệ sức khỏe người dân. Các vụ án như một cơn bão xóa nhòa các thành tựu. Phải ghi nhận một cách công tâm, khách quan những thành tích của ngành y tế nói chung và của cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế nói riêng. Thu phí không dừng, đừng tại bị nữa. Thưa quý vị, Chính phủ đang chỉ đạo rất quyết liệt với quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc lắp đặt thu phí tự động không dừng ở tất cả trạm BOT giao thông trên toàn quốc trong tháng 7 năm 2022. Tại sao triển khai từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện thu phí điện tử không dừng ETC ở các trạm BOT? Các doanh nghiệp chây ý thực hiện sẽ bị xử lý như thế nào? Sau khi gia hạn nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thì trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải đến đâu? Hàng loạt câu hỏi được các đại biểu Quốc hội đặt ra tại nghị trường nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Gần 7 năm chật vật triển khai. Từ tháng 12 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải triển khai ETC giai đoạn 1 với các trạm thu phí trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Nguyên, do Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí không dừng VETC thực hiện. Do giai đoạn này, các quy định pháp luật điều chỉnh chưa đầy đủ dẫn đến quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ triển khai chậm không đạt yêu cầu.
Để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 07, trong đó yêu cầu đến hết năm 2019, toàn bộ các trạm thu phí đủ điều kiện phải triển khai lắp đặt, vận hành ETC. Sau 3 năm triển khai, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 19 thay thế quyết định số 07, trong đó yêu cầu chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải chuyển sang ETC. Các địa phương chịu trách nhiệm triển khai ETC tại các trạm do địa phương quản lý. Để tăng tính cạnh tranh, tránh độc quyền trong cung cấp dịch vụ thu phí, tăng quy mô hệ thống, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn thêm nhà cung cấp dịch vụ thứ hai do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam. Đây là doanh nghiệp do Viettel và một số doanh nghiệp tiềm lực về công nghệ liên danh thành lập. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện nghị quyết số 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 134 của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã khẩn trương tổ chức thực hiện. Đến nay, tất cả trạm thu phí đủ điều kiện đã được lắp đặt, vận hành hệ thống ETC, phù hợp với lộ trình được Quốc hội chỉ đạo tại các nghị quyết về giám sát chuyên đề. Đã có 113 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận hành hệ thống ETC, trong đó bộ quản lý 69 trạm, địa phương quản lý 44 trạm. Một số trạm không triển khai hoặc lùi thời gian triển khai ETC do có tính chất đặc thù, Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương. Đối với các dự án của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, hiện mới lắp đặt được số làn tối thiểu trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, các tuyến cao tốc còn lại Hà Nội Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Đà Nẵng Quảng Ngãi hiện chưa lắp đặt, đang sử dụng hệ thống thu phí thủ công. Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận hệ thống ETC triển khai còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội tại nghị quyết số 437 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 07, chưa hoàn thiện đồng bộ hệ thống khi chưa bảo đảm tại tất cả các trạm đều được lắp đặt 100% làn ETC. Chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 19. Cùng với đó, chưa phát huy tối đa hiệu quả hệ thống do số lượng phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ chưa đạt như kỳ vọng và chậm triển khai thu phí không dừng tại các dự án do VEC làm chủ đầu tư. Đây là các tuyến cửa ngõ có lưu lượng lớn, kết nối hai trung tâm kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới các tỉnh. Tối hậu thư đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, nhiều đại biểu đã chất vấn gay gắt Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về vấn đề triển khai thu phí không dừng. Những khó khăn vướng mắc mà Tư lệnh ngành Giao thông Vận tải giải trình là trong quá trình triển khai gặp nhiều vướng mắc, khó khăn do thói quen của người dân. Dán thẻ cũng rất hạn chế dù miễn phí. Dù Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng với số lượng hơn 113 trạm BOT, quy mô khoảng 400 làn đường, Bộ đã rất nỗ lực, song không thể nào đáp ứng kịp. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 6, toàn bộ các trạm BOT trừ VEC phải hoàn thành đầy đủ các làn. Mỗi trạm chỉ để 2 làn ở hai bên để giải quyết những tình huống phức tạp hoặc đột xuất, còn lại là ETC. Đối với VEC, do vừa mới tháo gỡ cơ chế nên Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 sẽ hoàn thành toàn bộ. Nếu đến ngày 30 tháng 6 các trạm BOT ngoài đường cao tốc mà chưa hoàn thành sẽ dừng thu phí và tập trung làm. Khi nào xong sẽ cho thu phí lại. Riêng VEC cũng vậy, thời hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 7. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định trước Quốc hội. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, cả nước có 113 trạm BOT. Hiện các trạm đang giáo diết thực hiện chỉ đạo trên. Đến ngày 31 tháng 7, trạm nào đủ điều kiện thì thu phí, trạm nào không đạt thì buộc dừng thu. Đợi đến khi bảo đảm điều kiện sẽ cho thu phí lại. Nếu cần phục vụ cho công việc, Hà Nội không nên cử cán bộ đi học tiến sĩ, thạc sĩ. Thưa quý vị, thời gian đào tạo tiến sĩ nhanh nhất cũng là 4 năm. Thay vì đào tạo dàn trải, Hà Nội nên phối hợp mở lớp đào tạo đi sâu vào công việc thực tế. Liên quan đến đề án đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, Hà Nội xác định tập trung đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm như quản lý phát triển đô thị, giáo dục, y tế, đồng thời cử cán bộ công chức viên chức đi đào tạo sau đại học trong và ngoài nước. Đối với những lĩnh vực trên đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Về đề án trên, dư luận đặt ra câu hỏi về chức năng của đào tạo sau đại học thương danh cho công tác giảng dạy trong học viện, trường học. Vậy liệu có phù hợp với công chức viên chức? Trao đổi với phóng viên báo chí, tiến sĩ Phạm Hữu Đức, nguyên giảng viên bộ môn giao thông khoa đô thị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã có những chia sẻ xoay quanh vấn đề này. Phóng viên, dư luận đặt ra băn khoăn, tiến sĩ là trình độ đào tạo để phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, còn cán bộ công chức chủ yếu thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, quản trị lĩnh vực. Nếu công chức viên chức được phân công đi học nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ thì rất cần thiết, nhưng để học lên tiến sĩ có cần thiết không, thưa ông? Tiến sĩ Phạm Hữu Đức trả lời, tôi đồng tình quan điểm, trình độ đào tạo tiến sĩ để phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Còn cán bộ công chức chủ yếu thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý, quản trị lĩnh vực.
Theo tôi, nếu thành phố thấy cần đội hình lãnh đạo có học vị tiến sĩ để làm đẹp đội hình, thì hãy cử đi đào tạo tiến sĩ. Nhưng theo kinh nghiệm đánh giá của tôi, sau khi có bằng tiến sĩ, năng lực giải quyết công việc, tập hợp lực lượng chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do thực tế đề ra sẽ khó đạt hiệu quả như kỳ vọng. Thời gian đào tạo tiến sĩ nhanh nhất cũng là 3-4 năm. Trong thời gian đó, đòi hỏi nghiên cứu sinh thực hiện các vấn đề rất khó sát với công việc do thực tế đặt ra. Vì vậy, công chức viên chức được đào tạo xong tiến sĩ để họ về nước giải quyết công việc thực tế là không khả thi. Khi ta đề cao tiêu chuẩn là học vị, sẽ không tránh khỏi đào tạo ra các tiến sĩ thực hiện các đề tài không phục vụ gì cho công việc quản lý. Thay vì đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, chúng ta hãy mở những lớp chuyên đề thiết thực sát với yêu cầu công việc. Các lớp chuyên đề này như ta vẫn thấy xưa nay là các workshop nhưng cần có đánh giá chất lượng. Thay vì đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ giàn trải, chúng ta nên đào tạo giống đi sâu vào công việc thực tế như ngành y đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa vậy. Phóng viên hỏi, Hà Nội nhận định việc quản lý phát triển đô thị, kỹ năng xử lý tình huống, tổ chức cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin là còn phát triển chậm. Ông đánh giá như thế nào về nhận định này? Tiến sĩ Phạm Hữu Đức trả lời, nhận định trên của Hà Nội là hoàn toàn chính xác. Với thực tế, tôi là một giảng viên đại học đã tiếp xúc với nhiều công chức của thành phố thì thấy rằng trình độ tin học của họ chỉ ở mức phổ thông, tin học văn phòng. Thực tế hiện tại, việc quản lý đô thị, quản lý tài sản hạ tầng đô thị đã khác xưa rất nhiều. Công nghệ thông tin được áp dụng một cách phổ biến. Trong đó phải kể đến các công nghệ như hệ thống tin địa lý GIS, cơ sở dữ liệu database. Nhưng thực tế, rất ít công chức làm chủ được công nghệ GIS. Phải nói thêm rằng, trong hệ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ quản lý đô thị, như tôi nắm khá rõ ở nhiều trường đại học là lĩnh vực GIS trong quản lý đô thị cũng chỉ mới nêu ra một cách sơ lược, chỉ chuyên ngành mới được đào tạo bài bản. Nhưng thực tế cần đào tạo không phải là chương trình hàn lâm mà chủ yếu là ứng dụng. Đó chính là cách thức chúng ta sẽ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức viên chức. Thực tế cho thấy công chức nào được đào tạo và đã kinh qua tư vấn thiết kế, thi công thì kiến thức tin học có thể nói là khá tốt. Còn công chức trưởng thành từ môi trường khác thường sẽ quản lý đô thị theo phương thức xưa, cũ, đã có từ những thế kỷ trước. Phóng viên hỏi, ông có nhận định như nào về kiến trúc đô thị hiện nay của Hà Nội? Tiến sĩ Phạm Hữu Đức trả lời, vấn đề nhà báo hỏi rất rộng nhưng tôi nhấn mạnh vào hai khía cạnh là giao thông và thoát nước đô thị. Hai vấn đề này còn làm chúng ta đau đầu thời gian dài nữa. Đấy là nói cho nhẹ nhàng, chứ nhiều khả năng là vấn đề vĩnh cửu đối với Hà Nội. Vấn đề thoát nước, tôi hy vọng là chúng ta có thể giải quyết được trong tương lai gần. Còn giao thông thì phải nói cần có sự thay đổi nhận thức quy hoạch đô thị. Đó là sự kết hợp giao thông và sử dụng đất. Nói như vậy theo kiểu chữ nghĩa, thực ra có thể hiểu thế này. Giao thông ách tắc thì mở rộng đường, xây dựng nút giao thông hiện đại. Nhưng một thời gian sau lại ách tắc, đó là một thực tế hiển nhiên. Để giải quyết tận gốc ách tắc giao thông, không có cách nào khác là sự kết hợp giao thông và sử dụng đất. Đừng lên án việc xây dựng các khu chung cư cao tầng mà phải xây dựng những khu chung cư, khu đa chức năng có cơ sở y tế, giáo dục, giải trí, thương mại. Nói nôm na là nếu có khu đa chức năng thì thay vì người dân phải đi ra đường lớn để thực hiện các yêu cầu như đi làm, đi học, đi mua sắm, đưa con đi chơi, như vậy cần 3 hoặc 4 chuyến đi. Nếu trong khu đa chức năng chỉ cần một chuyến đi thực hiện nhiều mục đích, điều này sẽ dẫn tới một kết quả là yêu cầu giao thông vẫn không ngừng tăng, nhưng số chuyến đi lại giảm, lưu lượng giao thông sẽ giảm. Đó chính là phương án giải quyết tận gốc ách tắc giao thông ở Hà Nội. Trân trọng cảm ơn ông. Lương hưu không tương xứng với giá trị đồng tiền thời điểm đóng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, một số người cho rằng cách tính lương hưu hiện nay khiến người lao động khi về già chỉ nhận được số tiền ít ỏi, không tương xứng với giá trị của đồng tiền tại thời điểm đóng bảo hiểm xã hội. Ông Trương Sơn, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng hỏi, một số người dân mong muốn rút bảo hiểm xã hội một lần vì cho rằng cách tính mức đóng hưởng hiện nay khiến người lao động khi về hưu chỉ nhận được số tiền ít ỏi, không tương xứng với giá trị của đồng tiền thời điểm họ đóng vào do trượt giá, lạm phát. Ông bà có thể phân tích thêm về điều này. Những trường hợp lương hưu quá thấp thì lý do chủ yếu do đâu? Vấn đề này, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng trả lời như sau. Suy nghĩ này có thể là do người lao động chỉ nhìn vào kết quả tính lương hưu của một số trường hợp thấp điển hình. Thực tế, quy định của chính sách đã tính đến yếu tố lạm phát hay trượt giá đối với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Theo đó, không chỉ là mức tỷ lệ hưởng lương mà việc tính lương hưu còn đảm bảo cộng cả yếu tố lạm phát hay trượt giá trong suốt quá trình hưởng chế độ của người lao động. Nguyên tắc chung là đảm bảo thu nhập của người hưởng lương hưu cơ bản đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Cụ thể, khi mức lương hưu mỗi người nhận không phải là một khoản cố định trong suốt quá trình nghỉ hưu, hưởng chế độ mà được điều chỉnh bởi nhiều yếu tố. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định,
thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định mà bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi và người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của chính phủ. Trong quá trình hưởng lương hưu của người lao động liên tục được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Dẫn chứng thực tế, năm 2022, dù tình hình kinh tế đất nước có khó khăn, nhưng lương hưu đã được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Những người nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 mà sau khi điều chỉnh theo mức chung, nếu có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng còn tiếp tục được điều chỉnh thêm. Điều này cho thấy chính sách của nhà nước rất quan tâm đến thu nhập của người hưởng lương hưu, nhất là với người hưởng lương hưu với mức thấp. Trong thực tế, có một số trường hợp hưởng lương hưu với mức hưởng thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do người lao động đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng thấp, thời gian đóng bảo hiểm xã hội chỉ đạt thời gian tối thiểu 20 năm. Và nhiều trường hợp là do người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi quy định, dẫn đến bị giảm trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi hiện nay. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu sẽ bị giảm 2% đối với cả nam và nữ.